này nha. Thì đây mình đã hôm nay lên thức vào trong dãy rồi các bạn. Đây mình đã đứng ở đây cái chành này các bạn. Đây chành bắc các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ chiết một cái cành này, nhắm lên cái cành đấy. Cho mình để về mình trồng đó. Ở đây có nhiều cành nữa, trái đây các bạn. Cái kia. Đây các bạn thấy chưa? Đây mình rước lắm nha. Đây. To mọng nước luôn, như trái cam. Nhiều lắm, đây là trái kia nó là nhỏ. Ngoài kia các bạn này. Em thấy là nhiều lắm. Thì mình thứ hai mình sẽ chiết nhâm cành đem về nhà đây. Cái vườn sau nhà mình đấy.
bãi biển tham quan, cái bơ mà hết mẹ bơ, có đây bơ quả đâu. Kìa. Mai đánh cái này rồi nhà cái yếu.